Vâng, xin chào. Xin chào tất cả các anh chị các bạn. Trong video bài học này thì Phan Anh sẽ hướng dẫn cho các anh chị và các bạn một cái quy trình thao tác rất chi tiết, vâng, rất cẩn thận và rất tỉ mỉ và kèm theo rất nhiều các kinh nghiệm được tích hợp vào đây. Và tôi nói trước là video này là một video sẽ rất là dài và hướng dẫn một cái quy trình chạy quảng cáo phổ biến nhất của thị trường Việt Nam, đấy chính là chạy quảng cáo tương tác bài viết. Vâng, tên của bài học này là hướng dẫn chạy quảng cáo theo quy trình và với mục tiêu tiếp thị là tương tác bài viết. Và để bắt đầu thì chúng ta sẽ sử dụng trình quản lý quảng cáo. Vâng, sử dụng trình quản lý quảng cáo và chạy trên nền tảng PC, hay còn gọi là laptop tôi đang sử dụng ở đây. Và cái máy tính của tôi là máy tính MacBook thì cái giao diện nó có thể sẽ hơi khác một chút so với các máy tính Windows. Thế nhưng mà cái trình duyệt thì nó sẽ giống nhau. Và cái giao diện của cái Facebook là hoàn toàn giống nhau nên các bạn yên tâm. Và tôi cũng khuyên là nếu có điều kiện các bạn sử dụng bằng máy tính là tốt nhất. Còn sử dụng bằng điện thoại thì nó có nhiều cái hạn chế hơn. Nó không thể bằng được. Được chưa ạ? Vâng. Đầu tiên thì chúng ta sẽ bấm vào cái nút tạo chạy quảng cáo. Đúng không ạ? Và chúng ta sẽ tạo quảng cáo của chúng ta. Ok. Đấy, chúng ta sẽ tạo quảng cáo của chúng ta ở đây. Như bình thường. Sau đó thì nó sẽ chuyển đến cái tài khoản mà chúng ta mong muốn để chúng ta chạy vào đây như thế này. Và cái giao diện đây là cái giao diện mà chúng ta đang nhìn thấy. Và các mục tiêu tiếp thị, đầu tiên thì chúng ta sẽ chọn mục tương tác. Trong mục tương tác này nó sẽ hiển thị ra 3 phần, đấy là tương tác bài viết, lượt thích trang và phản hồi sự kiện. Thì chắc chắn chúng ta sẽ để chọn tương tác bài viết ở đây. Ok. Chúng ta chưa quan tâm đến cái phần tạo thử nghiệm phân tách và tối ưu hóa ngân sách chiến dịch vội. Bởi vì hai cái tính năng này ta cứ tạm gọi là hai cái tính năng nâng cao đi, ta chưa bàn vội. Tức là các bạn hoàn toàn có thể chạy quảng cáo theo hướng dẫn của tôi là tắt đi nha. Tôi sẽ nói về hai cái tính năng này sau khi chúng ta hoàn thiện tất cả các cái bước. Bởi vì cái tạo thử nghiệm phân tách AB này, tức là quảng cáo nó sẽ phân tách ra chiến dịch ra làm hai chiến dịch, A tức là chiến dịch 1 và chiến dịch B là chiến dịch 2, và sau đó nó so sánh. Ví dụ như nó so sánh nội dung, vị trí quảng cáo, đối tượng, chiến lược tối ưu. Thế còn chúng ta tối ưu hóa ngân sách thì nó lại chia ngân sách ra làm hai nhóm, nhóm A và nhóm B, và sau đó nó sẽ tối ưu ngân sách nó chạy ra chúng ta. Thế nhưng mà chúng ta chưa cần quan tâm vội. Ok, rồi. Chúng ta đặt tên cho chiến dịch. Ví dụ như là tôi sẽ chạy quảng cáo bán khóa học đi. Tôi sẽ chạy quảng cáo bán khóa học là Facebook Marketing 2020. Rồi, bài Phan Anh đi. Ok, tiếp tục. Đến đây thì chúng ta nhìn thấy đây là cái giao diện bước tiếp theo. Chúng ta đã chọn xong phần mục tiêu, nó có cái nút ở đây. Chúng ta nhìn bên trái là thứ tự, ở giữa là thao tác lựa chọn các cái công cụ, rồi các cái tiêu chí mà Facebook cho phép chúng ta lựa chọn các bạn nhé. Và ở bên phải cái phần công tơ mét đây, quy mô đối tượng, thì nó cho chúng ta biết là mỗi một cái lần chúng ta lựa chọn thì nó khác nhau như thế nào, nó có cái gì thay đổi. Đấy, thì chúng ta sẽ cần phải quan sát cả hai cái phần này. Chúng ta chọn mà liên quan đến cái phần này là kết quả. Thì bắt đầu thì chúng ta nhìn thấy có phần tên nhóm quảng cáo, thì chúng ta đặt tên, ví dụ như là chúng ta đặt tên là test 1 đi. Vâng, đấy tôi đang nói thí dụ, các bạn đặt thoải mái. Ở đây nó có một cái nút là nút chuyển sang tạo nhanh. Chuyển sang tạo nhanh tức là nó cho phép chúng ta có thể chạy cái quảng cáo này bằng một cái giao diện mới. Đấy, bằng một cái giao diện mới như thế này, gọi là giao diện tạo nhanh. Thì nó sẽ hơi khác một chút. Nó cũng có tên chiến dịch, cách mua, đúng không ạ? Rồi thì mục tiêu chiến dịch, chúng ta cũng đang cần chạy tương tác chẳng hạn, đúng không ạ? Đấy, thì chúng ta chọn như thế này. Nếu mà chúng ta không muốn chọn phương pháp tạo nhanh thì chúng ta có thể chuyển theo chạy quảng cáo theo bình thường, thì chúng ta sẽ chuyển sang phần tạo theo hướng dẫn nha. Thì nó sẽ lại quay lại cái phần giao diện như vừa nãy tôi vừa nói. Đấy, nó bảo là chào mừng bạn quay lại Phan Anh đây, đúng không ạ? Chúng ta tắt đi. Chúng ta tiếp tục sang cái giao diện tiếp theo. Ok, chúng ta tắt cái này đi. Đấy, chúng ta sẽ đặt tên chiến dịch của chúng ta là test 1. Trong phần dưới đây thì chúng ta nhìn thấy phần đối tượng.
Vâng, đối tượng chính là xác định người mà bạn muốn cho họ xem quảng cáo, tức là cái quảng cáo của mình muốn đẩy đến ai, được chưa ạ? Thì trong phần đối tượng nó có hai tab. Tab thứ nhất là tạo đối tượng mới và tab thứ hai là tạo đối tượng đã lưu. Thì chúng ta đã quan tâm đến tạo đối tượng mới trước thì chúng ta mới chạy mà nhá. Các bạn chọn tạo đối tượng mới cho tôi. À, chúng ta cũng sẽ bỏ qua phần đối tượng tùy chỉnh và đối tượng đã lưu thì tôi sẽ dạy cho các bạn sau. Vâng. À, về phần thứ nhất là phần vị trí thì chúng ta có thể thấy là chúng ta chọn là những người sống ở vị trí này hoặc địa điểm này trong thời gian gần đây, hoặc là những người sống ở vị trí này, để chắc chắn thì chúng ta chọn những người sống ở vị trí này. Bây giờ thì chúng ta sẽ nhìn thấy là Facebook cho phép chúng ta chạy quảng cáo ở trên toàn lãnh thổ ở Việt Nam và chạy trên toàn thế giới ở bất kỳ một quốc gia nào mà Facebook có cái lượng truy cập. Thí dụ như là các bạn có thể chạy ở Mỹ, thì các bạn search USA ở đây. Đấy. Thì mình có thể muốn chạy đến cái tỉnh hoặc là cái thành phố nào đấy. Được chưa ạ? Một cái bang nào đấy thì chúng ta có thể làm. Ví dụ như các bạn muốn chạy đến New York. Đấy, thành phố New York đây. Tôi giả sử thế. Tôi giả sử các bạn muốn bán hàng hóa sang Mỹ. Đúng không ạ? Các bạn chạy đến thành phố New York như thế này. Ok. Vâng. Hoặc là các bạn có thể là chạy ở bất kỳ một cái tỉnh hoặc là một cái thành phố nào ở quốc gia khác ở châu Âu. À, ok. Hoặc là một số bạn là ở Việt Nam này chạy bán sang Hàn Quốc, bán sang Đài Loan, bán sang Nhật Bản bằng phương pháp chạy quảng cáo Facebook. À, tôi cũng đã chạy quảng cáo cho rất là nhiều bạn người Việt Nam ở Việt Nam bán sang Đài Loan, hoặc là người Đài Loan bán sang các thị trường khác, hoặc là người Việt Nam sống ở Hàn Quốc bán cho người Việt Nam sống ở Hàn Quốc. Đấy, đấy là những cái mẹo kinh doanh rất là hay thì các bạn cũng có thể quan tâm. À, tức là chúng ta có thể mở rộng được thị trường. Ở đây thì trong trường hợp này thì tôi sẽ chạy quảng cáo ở Việt Nam thôi. Tại Việt Nam thì bạn cũng có thể chạy cả nước, đúng không ạ? Bạn cũng có thể chạy cả nước, hoặc là bạn cũng có thể chạy các tỉnh thành. Khi mà các bạn để tuổi từ 18 đến 65 mặc định nó lên với 57 triệu người. Các bạn để 13 nó còn lên nữa. 64 triệu người. Và 64 triệu người thì tôi thường nói với các bạn là nó sẽ đạt con số khoảng tầm 70 triệu trong năm 2020 thôi. Trong này thì khi mà bạn chạy quảng cáo thì bạn sẽ phải tối ưu địa lý. Bạn sẽ chạy quảng cáo vào một cái tỉnh nào đó. Thí dụ như là bạn chạy quảng cáo tại Hà Nội, đúng không ạ? Hoặc là bạn chạy quảng cáo tại Hồ Chí Minh. Thì các bạn đánh như thế này là xong. Đấy, thậm chí trong Hồ Chí Minh mình cũng có thể chạy bán kính hẹp hơn. Mình có thể dùng phương pháp thả ghim hoặc là phương pháp để bán kính hẹp. Thả ghim là như thế nào? Mình có thể phóng to lên như thế này. Mình thả ghim vào. Đó, sau đó mình chọn. Ví dụ như mình là một cái quán cà phê hoặc là một cái tiệm salon tóc hay là một cái tiệm nail. Tức là mình kinh doanh cái sản phẩm và dịch vụ là nó có yếu tố về bán kính thì chúng ta có thể chạy theo cái bán kính như vậy nhá. Đó, thì các bạn nhìn thấy là tôi chạy Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh ở một cái địa điểm tôi thả ghim với bán kính là 6 km, tuổi từ 13 đến 65 thì số người đang là 13 triệu. Nhưng bây giờ tôi sẽ tăng tuổi lên. Ví dụ tôi đang bán khóa học Facebook Marketing tại hai cái thành phố này, bán khóa học Facebook Marketing online đi, qua video đi, thì tôi sẽ tăng lên là đối tượng là khoảng từ 20. Và thậm chí cẩn thận hơn, tôi có thể để từ 22 là cái đối tượng mà sau khi đã tốt nghiệp đi làm. Đến cái nhóm tuổi của tôi là khoảng 40. Đây là những cái người mà đang chủ đạo kinh doanh online. Đấy, thì các bạn nhìn thấy là bắt đầu nó chỉ còn có 8 triệu người thôi. Về tuổi thì chúng ta sẽ chọn tuổi thấp nhất và tuổi cao nhất. Đây chính là tuổi của khách hàng. Thế thì tuổi của khách hàng là như thế nào? Tuổi của khách hàng chính là khách hàng mục tiêu của mình là ai. Thì mình phải phân định ra về tuổi tác, giới tính, khu vực, vùng miền, sở thích, thói quen, hành vi, vân vân. Tôi đã nói cho các bạn cái phần này rồi. Thì chúng ta chọn. Và trong trường hợp cái giải tuổi của chúng ta dài, ví dụ như là từ 22 đến 40, thì đây là cái giải tuổi khá là dài, thì các bạn có thể băm nhỏ nó ra. Các bạn chạy 5 tuổi 1 hay 10 tuổi 1, từ 22 đến 30, từ 30 đến 40. Các bạn chạy với các cái thông điệp khác nhau để mình tối ưu hóa được ngân sách của mình nhá. Giới tính thì giới tính là giới tính của khách hàng. Có những sản phẩm thì bán cho nam, bán cho nữ rất là rõ ràng.
Ví dụ như đồ thời trang nam thì bán cho nam mà đồ thời trang nữ thì bán cho nữ thì khá là rõ ràng. Nhưng có những sản phẩm cả nam cả nữ sử dụng, ví dụ như là điện thoại di động hay là máy tính hay là sách của tôi, đúng không ạ? Đây là những cái đầu sách mà tôi đã viết. À, tôi cũng đã viết được 4 năm đầu sách rồi. Đấy, và tiếp tục xuất bản tiếp, đúng không? Thì chúng ta chọn cả hai, cả nam cả nữ. Rồi thậm chí là cả nam cả nữ như vậy thì chúng ta cũng có thể lại chạy từng nam từng nữ riêng để mình tối ưu hóa thông điệp. Ví dụ như là iPhone cả nam cả nữ sử dụng được, nhưng mà mình chạy cho nữ thì thông điệp khác, mà mình chạy cho nam thì thông điệp khác. Thì đây là những cái kinh nghiệm rất là quan trọng để các bạn tăng được cái hiệu suất kinh doanh của mình, tăng được cái hiệu suất quảng cáo nha. Mỗi một cái điều mà tôi cung cấp cho các bạn ở đây không phải là ngẫu nhiên, cũng không phải là nói cho nó vui, mà đều là những cái trải nghiệm để cho các bạn thử nghiệm, các bạn có thể làm cái quảng cáo của mình tốt hơn. Tiếp tục phần ngôn ngữ, thì ngôn ngữ ở đây là ngôn ngữ của người nói. Ví dụ như là mình bỏ qua cái ô này, mình bỏ qua tức là mình chọn tất cả, mình không quan tâm đến chuyện họ khai ngôn ngữ gì. Nhưng mà nếu mà mình chỉ đánh chữ tiếng Việt vào đây, đúng không ạ, thì những người nào khai tiếng Anh sẽ được loại trừ. Đấy, thì còn những người nào chỉ là khai tiếng Việt thì họ sẽ chọn. Thì các bạn nhìn thấy là nếu mình không chọn là 8 triệu người, 8 triệu nhìn thấy ạ, vâng, đấy, 8 triệu đây. Thế nhưng mà nếu mà mình chọn tiếng Việt một cái thì nó loại trừ đi khoảng 100.000 người, còn có 7 triệu 9 thôi. Thì những người mà người ta khai là không phải là sử dụng tiếng Việt thì có thể là người nước ngoài, thì mình sẽ loại trừ cái quảng cáo ra, thì cái mức độ chính xác nó sẽ cao hơn, đúng không? Bản chất của cái quá trình nhắm chọn quảng cáo là gì? Là mình đang muốn đẩy quảng cáo của mình đến những người có khả năng mua hàng cao nhất trong suy nghĩ của mình về mặt nhân khẩu học, hành vi, sở thích, vân vân. Còn họ có mua hàng hay không thì chúng ta không biết được, không quyết định được, nó còn phụ thuộc vào sản phẩm, giá bán, chính sách, chương trình khuyến mại, cam kết và nhu cầu khách hàng nữa nhá. Rồi, tiếp tục là trong phần nhắm mục tiêu chi tiết, thì các bạn nhìn thấy ở đây nó có phần nhắm mục tiêu chi tiết, nó có hai ô là ô bao gồm. Đấy, ô bao gồm và ô loại trừ. Đấy, ô loại trừ, các bạn nhìn thấy chưa ạ? Thì hai ô bao gồm và loại trừ này thì giống hệt nhau về ruột. Ruột tức là bên trong, các bạn nhìn thấy giống hệt nhau, nhưng nó ngược nhau về mặt cách làm. Ví dụ ô bao gồm tức là mình thêm một thông tin thì tức là mình chọn họ vào, còn ô loại trừ là mình thêm một thông tin tức là mình loại họ ra. Nó ngược nhau về mặt cách sử dụng, về mặt ý nghĩa tính năng nha. Thì tôi sẽ hướng dẫn rất kỹ phần bao gồm và phần loại trừ là tương tự, được chưa ạ? Bao gồm ở đây họ nói là gì? Việc thêm chi tiết nhắm mục tiêu khác tại đây sẽ mở rộng đối tượng để cho những người khác. Đó. Thế thì khi mà các bạn không làm gì cả, các bạn không chọn gì, các bạn đang bỏ qua như thế này, tức là mình đang chọn tất cả nha, mình đang chọn tất cả thì nó mới cao như thế này, 7 triệu 9. Bây giờ ví dụ mình bán khóa học Facebook thì mình nghĩ là những người bán hàng online người ta mới mua, thì mình đánh vào đây là bán hàng, và thử tìm đi. Đấy. Máy bán hàng không được. Bán hàng tìm online đi. Vâng. Đấy, ví dụ như online marketing, quảng cáo online, mình chọn thì mình sẽ thấy là cái quy mô đối tượng nó rất là thấp. Hoặc là các bạn chọn cái sở thích trực tuyến thì các bạn nhìn thấy có 5 triệu 2, bắt đầu nó giảm xuống khoảng 2 triệu mấy rồi, đúng không ạ? Bây giờ bạn thêm một cái sở thích nữa vào thì số nó sẽ không tăng lên mấy, vẫn 5 triệu 2, tức là không đáng kể. À, ví dụ mình có thể đánh chữ Facebook vào đi. Rất nhiều thứ đây, quản trị viên, những người là quản trị viên 5 triệu rưỡi, các bạn nhìn thấy chưa, 5 triệu rưỡi nó đã tăng lên, tức là mỗi khi mà các bạn chọn thêm một cái tính năng nào nữa thì nó tăng lên, còn mình bớt nó đi thì nó lại giảm. Ví dụ bây giờ tôi sẽ tắt cái sở thích trực tuyến đi thì nó chỉ còn có 2 triệu thôi, và tôi chạy cho đối tượng là những người là quản trị viên trang Facebook, rồi thì quảng cáo online là khoảng 2 triệu người đấy. Và tất nhiên bạn sẽ thấy rằng là nếu mà bạn hạ xuống tuổi 18 đến khoảng tầm tăng tuổi lên 50 thì có thể cái số này sẽ tăng lên nữa, khoảng 2 triệu rưỡi. Vâng, quản trị viên, khoảng 2 triệu người đang là quản trị viên, rất là nhiều, đúng không? Vâng,
Thế thì cái này mình chạy như vậy là mình thấy là cái số lượng người cũng rất là nhiều. Rồi, thì đấy là cách mà chúng ta sẽ làm. Thế còn bây giờ chúng ta sẽ vào đây từng phần một. Tôi sẽ zoom to lên một chút. Ok. Các bạn nhìn thấy nó có ba cái nhóm, nhóm nhân khẩu, nhóm sở thích và nhóm hành vi. Và ba cái nhóm này nó đều tác động đến cái quá trình nhắm chọn quảng cáo của chúng ta. Vì đây là ba cái nhóm mà quan trọng nhất của một khách hàng. Và trong mỗi một cái nhóm này thì khi chúng ta bấm vào chúng ta chọn thì nó có cực nhiều những cái mục, những cái hạng mục nhỏ hơn nữa. Thì tôi sẽ hướng dẫn ý nghĩa marketing của từng thứ cho các bạn. Đầu tiên là nhân khẩu. Thì trong phần nhân khẩu các bạn nhìn thấy có học vấn, có tài chính, có sự kiện trong đời, có cha mẹ, có mối quan hệ, có công việc. Đấy. Trong phần sở thích thì có sở thích về công nghệ, sở thích về gia đình, các mối quan hệ, sở thích về giải trí, sở thích về kinh doanh, về nghề nghiệp, sở thích về mua sắm thời trang, sở thích về các môn thể thao ngoài trời, sở thích khác và hoạt động, sở thích về hình thể, sức khỏe, ẩm thực và hành vi thì cũng có rất nhiều, đúng không ạ? Thế thì chúng ta sẽ vào phần nhân khẩu. Trong phần nhân khẩu này thì chúng ta thấy là đầu tiên là học vấn. Facebook cho phép chúng ta chọn được các trình độ học vấn cao đẳng, chuyên môn, thạc sĩ, tiến sĩ, trường cao đẳng, trường đại học, đang học hay chưa học, vân vân. Tài chính của chúng ta cũng như vậy, đúng không ạ? Chúng ta có thể xác định được thu nhập, những cái này dành cho Mỹ. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ đi chi tiết, chúng tôi sẽ không nhảy nhanh nhanh như vừa nãy nữa nha. Đầu tiên là chúng ta sẽ chọn nhân khẩu học. Trong đó ta chọn học vấn, trong đó ta chọn trình độ học vấn. Tức là Facebook cho phép các bạn chọn được trình độ học vấn của người xem quảng cáo. Thí dụ như là thầy Phan Anh khai trên Facebook là thầy Phan Anh học trường NIST, đại học NIST, học MBA. Rồi, như vậy Facebook hiểu rằng là thầy Phan Anh đã học thạc sĩ. Thầy Phan Anh khai là học trường tốt nghiệp thạc sĩ trường luật, bởi vì thầy Phan Anh có hai bằng thạc sĩ cơ, đúng không ạ? Thì Facebook hiểu là thầy Phan Anh có bằng thạc sĩ. Nếu bạn chọn tích vào đây là những người có bằng thạc sĩ thì những người mà không có bằng thạc sĩ thì sẽ không nhìn thấy quảng cáo này. Và cái số lượng nó bắt đầu rất là ít. Cái quy mô đấy nó chỉ còn có 100.000 thôi, đúng không? Thế thì ví dụ khi nào mình chọn những người đã có bằng thạc sĩ, chẳng hạn mình chạy tuyển sinh chương trình tiến sĩ, thì rõ ràng là phải có bằng thạc sĩ rồi. Đấy là tôi đang nói thí dụ để các bạn hiểu về cái chuyện là các bạn chọn trình độ học vấn. Bởi vì trình độ học vấn thì nó liên quan đến đến cái thu nhập, đúng không ạ? Liên quan đến học vấn, nếu mà trong một số cái trường hợp. Ngành học các bạn cũng có thể chọn được. Trường học, ví dụ trường đại học X, trường đại học Y, trường đại học Z các bạn có thể chọn được. Bởi vì họ khai là tôi là sinh viên của đại học X, sinh viên của đại học Y. Hay là năm tốt nghiệp tôi khai là từ năm 2008 tôi đã tốt nghiệp đại học, thì nếu các bạn chọn những người đã tốt nghiệp năm 2008 thì là chọn đến tôi. Đấy là cách. Tất cả những cái dữ liệu này là do chúng ta khai trên Facebook, và thứ hai nữa là Facebook tự thu thập các dữ liệu của chúng ta thông qua rất nhiều cách, đúng không ạ? Vâng. Về tài chính thì cái này dành cho thị trường Mỹ, tức là nếu mà mình chạy quảng cáo ở Việt Nam thì không ăn thua. Gồm có top 5, rồi 25 đến 50, 10 đến 25 và 10%. Rồi, cái này dành cho Mỹ nha, mình không dùng được. Sự kiện trong đời, vâng. Sự kiện trong đời là bạn bè của những người đó, hoặc là rồi thì ngày kỷ niệm, ngày sinh, những cái này có thể sử dụng vào ý nghĩa marketing rất là tốt. Thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn nha. Đầu tiên này, chúng ta sẽ có công việc mới. Ví dụ như là Facebook nói là những người đã cập nhật vị trí công việc của họ trên trang cá nhân trong 6 tháng vừa qua. Thầy Phan Anh đang là giảng viên đại học. Bây giờ thầy Phan Anh cập nhật là CEO của công ty XYZ. Thì như vậy, đấy là người có công việc mới. Rồi, mình hiểu ý nghĩa nhá. Thế nhưng mà khai thác yếu tố marketing người có công việc mới là gì? Bán thêm máy tính à? Bán thêm điện thoại cho họ? Tôi nghĩ khá là khó, đúng không? Một mối quan hệ mới. Ví dụ như là họ có một mối quan hệ là yêu đương với ai đó, thì mình chạy quảng cáo đến họ cái gì đây? Cũng khá là khó. Những người đã cập nhật tình trạng mối quan hệ trên trang cá nhân trong 6 tháng vừa qua, bán cái gì cho những người mới có mối quan hệ? Tôi không biết. Bán bao cao su à? Cũng không cần thiết, đúng không? Bởi vì không cần có mối quan hệ mới, người ta vẫn có nhu cầu mua bao cao su cơ mà. Rồi, thế nhưng mà những người mới kết hôn trong 6 tháng, trong 1 năm, trong 3 tháng thì tôi nghĩ là khá là thú vị, đúng không? Những người mới kết hôn trong 6 tháng thì điều này rất là tốt cho những người là làm phòng khám thai, rồi thì bán các cái đồ cho mẹ bé, cho thai nhi, cho bà bầu. Đấy, ví dụ như váy đầm bầu, ví dụ như là thuốc bổ cho thai nhi, rồi thì khám, rồi thì các bệnh viện,
mà muốn bán các cái gói thai sản, rồi thì các cái siêu thị mẹ bé vân vân. Đấy, thì các bạn hiểu điều đấy là như thế nào, được chưa ạ? Rồi. Bởi vì mới kết hôn trong 6 tháng thì bây giờ có thể là sắp đẻ rồi. Ok, ngày kỷ niệm. Vâng, ngày kỷ niệm trong vòng 30 ngày và 31 đến 60 ngày thì cái này chủ yếu là đám cưới và chung sống thì thực ra cũng đang rất là khó, không biết làm bán cái gì, ví dụ như các sự kiện hay là các resort người ta có thể tạo ra các tổ chức, thế nhưng mà ở Việt Nam thì những cái kỷ niệm ngày cưới thì nói chung là nó cũng không thực sự là rõ rệt. À, nên là tôi đang nói là cái góc độ marketing ấy nó cũng khá là khó. Rồi, ngày sinh. Vâng, sắp đến sinh nhật thì cái tính năng này rất là hay, rất là hay. Những người sắp có sinh nhật trong vòng 1 tuần. À, ví dụ bạn bán thời trang, bạn có cửa hàng về bánh trái hoặc là các bạn có bất kể một cái sản phẩm gì thì bạn có thể chạy một cái chương trình là vì là sinh nhật bạn nên tôi sẽ giảm giá cho bạn là 30 50%, tôi nói ví dụ vậy. Thì chỉ những người sắp có sinh nhật họ mới nhìn thấy quảng cáo. À, điều này sẽ rất là tuyệt vời nếu như mà bạn là có làm nhà hàng, bạn bán đồ lưu niệm, bạn bán thời trang, bạn bán tour du lịch. À, sinh nhật bạn, bạn sắp đi đâu, bạn có muốn làm một cái gì đấy nó thật là ấm áp, thật là lãng mạn với bạn trai, bạn gái hoặc là vợ hoặc chồng của mình không, đúng không? Thì cái quảng cáo này là cái quảng cáo mà nó đẩy đến những người sắp sinh nhật. Thí dụ như thế này nhá, hôm nay là mình cứ tính là ngày mùng 1 tháng 3 năm 2020 đi. Thì những người có sinh nhật ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3, mùng 4, mùng 5, mùng 6, mùng 7. 7 ngày mà trong 1 tuần mà của tháng 3 sẽ nhìn thấy quảng cáo. Thế nhưng mà ngày mai nhá thì lại ngày mùng 2 đến ngày mùng 8. Ngày kia thì lại là ngày mùng 3 đến ngày mùng 9 thì lượng khách nó liên tục đổi mới. Cái quảng tích của cái quảng cáo này rất hay. Thì tôi đánh giá rất cao cái ý nghĩa marketing của cái tiêu chí này. Các bạn nên khai thác nó. Nên khai thác nó nhá. À, các tiệm bánh này rồi thì các cái điểm bán du lịch này, tour rồi hoặc là những cái chỗ mà cho thuê homestay hay là những cái chỗ mà liên hoan cái gì đó, tôi nghĩ rất là tốt mà khai thác được yếu tố sinh nhật của khách hàng. Đấy. Mới kết hôn 1 năm, kết hôn 3 tháng, kết hôn 6 tháng thì như tôi vừa nói là cứ bán đồ mẹ bé liên quan đến thai nhi nha. Người vừa chuyển nhà thì tôi cũng không biết là người vừa chuyển nhà như ở Việt Nam thì họ sẽ cần gì, đúng không? Họ để cần mua sắm đồ đạc gì không, tôi không biết. Những người sống ra xa gia đình rất khó để làm marketing cho những người này, vì tôi không chắc chắn về chuyện là họ sẽ cần cái gì. Những người xa quê hương, rồi làm nào biết được xa quê hương? Tôi khai sống ở Việt Nam, bây giờ tôi đang ở Mỹ thì có nghĩa là xa quê hương, đúng không? Bán bánh chưng cho họ à, cũng rất là khó, đúng không? Thì những cái gì khó quá thì bỏ qua. Rồi, những người yêu xa, à, tôi ở Hà Nội, bạn gái tôi ở Sài Gòn, hai người này đăng Facebook là có mối quan hệ yêu đương với nhau, thế thì như vậy người ta gọi là những người yêu xa, thì bán cái gì cho họ đây, quảng cáo cái gì đây, bán vé máy bay ư, hay là bán thẻ cào điện thoại, tôi không biết, cái này rất khó, đúng không? Cho nên trong một số những cái tiêu chí chúng ta thấy rằng có những tiêu chí rất quan trọng mình có thể khai thác được, có những tiêu chí thì không dễ dàng gì khai thác nhá. À, chúng ta sẽ chạy quảng cáo cho những người mà có cha mẹ mà có con từ 0 đến 12 tháng, từ 1 đến 2 tuổi, rồi từ 3 đến 5 tuổi, từ 6 đến 8 tuổi, rồi thì từ 9 đến 12 tuổi. Ví dụ như là mình là có trung tâm tiếng Anh trẻ em thì mình có thể chọn trong cái phụ huynh cái nhóm từ 3 đến 5 tuổi. Hoặc là mình có nhà trẻ, mình chạy những cái sản phẩm và dịch vụ tương ứng với các con trẻ như vậy nha các bạn nhé. Rất là quá hay. À, những cái mối quan hệ và tình trạng quan hệ thì ở đây thì mình quan tâm nhất đến hai cái tình trạng, đấy là tình trạng mà đã kết hôn và tình trạng chưa kết hôn hoặc là đã ly hôn. Thì hai cái tình trạng này nó có cái phần khá là quan trọng đối với một số sản phẩm và dịch vụ, bởi vì cái tình trạng kết hôn thì sau khi kết hôn thì cái hành vi của khách hàng họ thay đổi khá là nhiều, họ sẽ dành nhiều tiền ngân sách mua sắm cho những cái vật dụng gia đình con cái nhiều hơn. Ví dụ như trước đây thì người phụ nữ người ta có thể mua cho cá nhân người ta, nhưng bây giờ người ta sẽ ưu tiên mua cho con. À, trước đây người đàn ông thì người ta cũng mua cho người ta, nhưng bây giờ người ta phải đưa tiền cho người phụ nữ. Thì ý tôi đang muốn nói là đấy là cái mà các bạn cần phải lưu ý nha. Tiếp tục là các bạn chọn, ví dụ như là các bạn có chạy ảnh viện áo cưới thì chắc chắn là các bạn sẽ chọn là những người mà đã đính hôn hoặc là chưa kết hôn. Đấy, thì mình chạy, nếu còn nếu mà mình đã chạy vào những người mà đã kết hôn rồi thì cái tỷ lệ thành công của đơn hàng nó sẽ thấp, đúng không? Đấy là tôi đang nói thí dụ.
Về góc độ công việc thì các bạn có thể chọn được nhà tuyển dụng. Nhà tuyển dụng ví dụ như là các bạn đánh công ty Viettel vào đây. Đấy, thì nó sẽ hiển thị ra. Ý tôi muốn nói là đây là cái nơi mà khách hàng người ta đang làm việc. Thí dụ như là các bạn chạy quảng cáo đến ngân hàng nhà nước, hay là các bạn chạy quảng cáo đến Viettel hay FPT, một số công ty lớn, thì nó sẽ có cái lượng người mà làm việc ở đây nó nhiều thì người ta mới khai ở đây. Thế còn nếu mà các bạn làm đánh vào đây là công ty PA Marketing thì sẽ là không có. Bởi vì sao? Bởi cái lượng mà công ty của thầy Phan Anh thì nó có lượng thành viên nó có khoảng 10 người thôi, thì nó không ăn thua gì. Đó, nên không phải là lúc nào mình tìm được nhỉ. Các ngành nghề đấy, như là ngành bán hàng, ngành bảo vệ, ngành chăm sóc sức khỏe, y tế, ngành giáo dục, rồi ngành nhân viên chính phủ toàn cầu, ngành quân đội, ngành quản lý sản xuất, vân vân. Họ chia ra rất là nhiều ngành.